Hello, xin chào cả nhà ha. Lại là một cái viên nhỏ mà rất là có ánh xanh biển. Viên hạn nguyên một viên luôn đó nha, chứ không phải là một góc nữa. Nguyên một viên nó xanh hết. Đó, phải quay như vậy mới thấy cái ánh xanh của nó. Để em đây coi. Đó, xanh hơi hơi á. Cái đèn kìa. Đó, xanh. Đó, gặp. Không cần đèn nữa thật ra. Lướt nhẹ qua thôi. Đó, đây. Xoay xoay nữa coi. Đó, ánh xanh nè. Tuyệt vời, viên này lên mặt nhẫn nhỏ nhỏ đeo chơi, ok. Ánh xanh đẹp mà. Vấn đề là cái độ trong nó đủ. Độ trong nó cao. Nữ ba cháy luôn á. Hổ phách Dominica ha, viên này, ánh xanh. Ây da. Nhỏ coi gì bền bỉ lắm nha, rớt càng nhỏ càng rớt ít bể. Đó. Đó, độ cao cũng khá là cao đó, đó. Rớt cũng không sao, hên xui. Thôi chào cả nhà ha. Đó. Bye bye, bạn nào mà thích hổ phách nhớ bấm follow mình.